đó cả nhà. Đó. Đặt cái tàu lá ve vô trong cái bụi này nè, tối trong đó nó bò ra nha cả nhà. Đó, cà ly. Quả đa. Mấy cái này thổi chuột cái gà vô cả nhà. Coi cây gác gác vậy, nằm vậy nè, nó phải chuyền bò tới bò lui. Mình, xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Giác này mình đi thăm bẫy chuột nha cô chú anh chị. Hôm qua mình đặt trong cái khu vườn dừa, trong cái vườn trong đây nè cả nhà. Đó, trong đó đó. Mình đặt khu bên đây là khu cống tắm cửa nha cô chú anh chị. Lúc trước mình cũng có đặt hết lần rồi. Thấy cũng chúng cũng bộn á. Đó, cái cống tắm cửa cô chú anh chị. Cái này mặt trời hay chá. Đó. Xong xong cống tắm cửa. Rồi ngày mới mình mến chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe và luôn thành công trong công việc của mình nha. Rồi mình xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng đi theo mình đi thăm bẫy nha. Giờ này tối quá cả nhà. Cần trước dính đường con cả nhà. Đây là cái nhà. À. Ngồi ở đây. Quá đã cái nha, dặn khe. Cần dính được con này cả nhà. Quá bự.
trời, cây này dính đường con nữa nè cả nhà. Qua đã không, qua đã. Đó cả nhà, hết biên. Cây dừa này dính đường con cả nhà. Đó cả nhà. Trong mấy cái khu này êm dữ lắm. Bên đó người ta mới sới để thăm cây bên đây. Trên cây này có con cái nữa, gỡ cái đắt hay gì vậy cả nhà. Ở đây nè cả nhà, nó gục bịt dưới cỏ nè. Đó, mình mới thăm kia được con cây ơn kìa, lợn này dính đường con này rất đắt nữa cả nhà. Lý thiệt. Cây này dính đường con này cả nhà. Nọ cả nhà. Em thăm ơn kia mới dính đường con, ơn trước mình có đặt có chệt cái đầu lá cả nhà, trong bụi lá gọi dính này cả nhà. Đây nè, đó cả nhà.
đặt cái thau lá ve vô trong cái bụi này nè, tối trong đó nó bò ra nha cả nhà. Họ cà ly quá đa, mấy cái này thối chuột cái gà vô gà vô cả nhà. Có cây gác gác về nằm về nè, nó phải chuyện bò tới bò lui. Hơn trước mình có đặt hai cái hơn trước nữa. Rồi để mình đi dài dài trước mình thăm cho cái nhà xem nha. Cái bên khu vực cống tắm cửa này mình có đặt hết lần này, lần trước thấy cũng im cũng trúng, lần này thấy thăm nãy giờ thấy cũng cá lý cả nhà. Trên cây này có con cái hồi chín nè cả nhà, đây nè cả nhà. Đó, nó ngồi ở đó cái nhà. Đó, ngồi im ghê, đem lại nó xuống nha. Dạng tươi này, dính đường con này cả nhà. Đó, ngồi trên đó đó cả nhà. Rồi, để mình đẩy nó xuống nha cả nhà. Im ru. Trên cây này có một cái rớt cái gì vậy cả nhà, không thấy chẳng
Rồi đây nè cả nhà. Đây nè cả nhà. Đá đá không à, nào nãy vàng tươi. Cái này rớt dưới đất cái gì à cả nhà, rớt nữa biết đâu thì không biết. À đây nè cả nhà, mới thăm cây ăn này dính đường con. Trên cây này dính đường con nữa nè cả nhà. Nên bỏ này xuống. Nó trên đó đó. Đây mình lấy xuống luôn nha. Hay là cả nhà. Đừng có âm tầm quá. Cái này dính đường con cả nhà. Kìa. Đó cái nhà nó ngồi ra đó cái nhà. Wow.
thôi cả nhà. Cái này thăm cá lý quá, khu này đợt hai này thấy im. Rồi giác này mình thăm 7 cũng xong rồi đó cả nhà. Cái này mình cũng được 15 con, 16 con hay gì á. Cá lý cũng im nghe cả nhà. Chuột cũng canh cạnh không à. Rồi mình cũng xin tạm dừng clip với luôn nha cả nhà. Cả nhà xem clip mình thấy hay, cả nhà cho mình một like, một đăng ký nha cả nhà. Rồi mình hẹn cả nhà clip tiếp theo của mình đó nha. Mình xin chào cả nhà luôn nha.